Quý vị và các bạn thân mến, bà Anchit đã hết lời khuyên bảo Jasi bởi những cơn tức giận nóng này của cô. Những giòn nén mâu thuẫn và áp lực cuộc sống đang bùa vây Jasi khi Ian không có mặt ở đây. Jasi giận chồng và cô không biết phải giải quyết ra sao. Lúc này chỉ có bà Anchit bên cạnh cô và đưa ra những lời khuyên bổ ích rằng cô phải đối diện và vượt qua, không thể cục ngã, không được than vãn chán nản. Bà đã đưa Jasi đến một nơi yên tĩnh Jasi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tinh thần ổn định và cô đã mỉm cười trò chuyện. Cô được gặp mẹ của Anchit một cụ già lớn tuổi rất minh mẫn và hiểu chuyện, đã khuyên Jasi hãy bình tâm, phải vượt qua mọi khó khăn lúc này. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết bây giờ và mãi mãi của nhà văn người Mỹ Daniel Stein, bản dịch của Nguyễn Đức Lân qua giọng đọc Minh Huyệt. Có thể ở đây bao lâu tùy thích, bà má không bao giờ chán em đâu. Có thể, nhưng em không muốn lạm dụng lòng hiếu khách của bà ấy đâu. Em nghĩ rằng chỉ cần ở lại một tuần thì không những là em thấy sung sướng mà còn cảm ơn bà suốt đời. Bà át chít chỉ mỉm cười qua tách ca cao nóng của bà. Nhiều người cũng nói vậy, bảo là chỉ ở vài ngày hay một tuần thôi, mà rồi lưu liền tới năm tuần. Bà Bethany chẳng để tâm. Chừng nào mấy người kia đừng đụng tới sở thích của bà bà có thời khắc biểu riêng bạn bè riêng cách làm vườn sách vở và dự tính riêng bà thích sống theo lối sống của bà và để người khác theo cách của họ nhờ vậy một phần nào ai cũng thấy bà là con người quyến rũ và khéo cư xử với khách bà có tinh thần tự do rất cao tuyệt đối tôn trọng ý thích riêng của mọi người kể luôn của bà nữa Bà Chết chỉ cho Gia Si chọn phòng vừa ý chị, và Gia Si chọn được một căn phòng nho nhỏ ấm cúng, sơn màu hồng, có gối nhồi bông đặt trên giường, và có những bình bông bằng đồng treo chỗ lò sưởi Có trần nhà cao và nghiêng nghiêng, khá cao, không đến nỗi để Gia Si phải đụng đầu mỗi lần ra khỏi giường. Có một cửa sổ thấp, có thể ngồi lên thành cửa sổ, và có ghế xích đu kê gần lò sưởi nữa. Gia Si thở dài một tiếng, ngồi trên giường. Chị biết không? Archit, em sẽ không bao giờ trở lại nhà em nữa. Chị mỉm cười nói câu đó rồi ngáp liền. Chúc em ngủ ngon, lên giường đi, sẽ gặp lại em ở bữa điểm tâm nhé. Gia Si gật đầu ngáp thêm cái nữa, chị vẫy tay lúc bà Archit đóng cửa rồi nói câu cuối cùng giọng ngái ngủ. Cảm ơn chị. Chị cần phải viết thư cho Ian, ngay sáng mai, để cho anh biết chị đang ở chỗ nào. Phải nói với anh một điều gì, nhưng đợi đến mai hãy hay. Lúc này, chị xa lánh mọi vấn đề rồi. Cửa tiệm, anh An. Hóa đơn và khung kiến không tài nào chịu nổi ở Vacavel. Tất cả những vấn đề đó không điều gì là hiện thực nữa. Chỗ này mới là nhà của chị. Chị cảm nhận như vậy và mỉm cười với ý nghĩ đó. Trong lúc đốt lò sưởi bỏ thêm củi rồi mới khoác áo ngủ. Mười phút sau chị thiêu thiêu giấc Lần đầu tiên từ 4 tháng nay, chị mới ngủ dễ dàng đến thế mà không cần đến thuốc men gì. Có tiếng gõ cửa, Gia Si ngạc nhiên, vừa nhắm mắt mà ai đã gõ cửa thế nhỉ? Nhưng mở mắt ra, chị thấy ánh sáng mặt trời đã tràn vào phòng qua tấm rèm cửa màu trắng và một chú mèo ngái ngủ đang ngáp ở vùng ánh sáng trên giường chị. Đồng hồ trao tường lên tiếng. 10 giờ 15 Gia Si, em dậy chưa? bà chít ló đầu vào, mang theo một khay đầy áp những thức ăn ngon. Ồ đừng, ăn điểm tâm trên giường ư. A à chít, chị làm em hư hỏng mất. Hai chị em cười giòn và ra si ngồi dậy trên giường, mớ tóc vàng xóa trên vai, thành nùi dối bời. Trông chị như một cô thiếu nữ, nghỉ ngơi thoải mái. Sáng nay trông bà khỏe khoắn lắm rồi thưa bà. Và em thấy đói bụng quá, em ngủ lăn quay như một khúc gỗ ấy. Trước mặt chị là bánh kẹp, thịt nướng, hai quả trứng chiên và một tách cà phê bốc khói. Và tất cả đều dọn ra trên đồ sứ có vẽ hoa. Ở một góc hay là một bình nhỏ cắm bông hồng màu vàng. Em có cảm tưởng hôm nay là ngày sinh nhật của em hay một ngày lễ nào đó ấy? Chị cũng vậy và chị sốt ruột không đợi được muốn tới cửa hàng ngay đây. Bà chít cười khúc khích, ngồi vào chiếc ghế xích đu trong lúc Gia Si tấn công bữa điểm tâm. Lẽ ra chị để em ngủ thêm chút nữa, nhưng chị muốn trở lại thành phố. Má cũng quyết định hôm đầu em tới đây và cho em hưởng bữa điểm tâm trên giường. Em rất bối rối. ra Si cười khinh khích, xông vào món bánh kẹp. Nhưng chẳng vì vậy mà không ăn hết chỗ này đâu. Em đói quá. Phải vậy thôi, tối qua em có dùng bữa tối đâu. Sáng nay, bà má làm gì? Có chúa mới biết, bà cưỡi ngựa hồi 8 giờ, trở về thay quần áo và vừa lái xe đi được có mấy phút, bà sống theo cách của bà và không ưa hỏi han đâu. Gia Si mỉm cười ngồi lại trên giường, miệng đầy bánh kẹp. Chị biết không, lẽ ra em phải cảm thấy tội lỗi, ngồi ăn như thế này, trong lúc anh Ian ngồi trong tù. Nhưng lần đầu tiên từ năm tháng nay, em không thấy như vậy nữa. Em còn thấy vui vui là khác. Nói cho cụ thể, là em thấy khoái lắm, và nhẹ nhõm nữa thật nhẹ nhõm khi không phải làm việc gì, không phải ra cửa hàng, không phải lái xe đi thăm Y An, không mở coi các hóa đơn hay trả lời điện thoại gọi tới. Bây giờ chị đang ở trong một thế giới khác. Chị được tự do. Em cảm thấy dư thừa, chị át chết ạ. À. Gia Di si nhăn mặt vươn vai và ngáp, với một bụng đầy thức ăn sáng, nhìn những tia mặt trời chiếu ngang trên giường. Vậy thì cứ hưởng thụ đi, em đang cần một nếp sống như thế này. Chị muốn đem em về đây, ngay từ mùa Giáng sinh kia, nhớ không? Gia xì si hối tiếc gật đầu, nhớ lại những việc đã làm lúc đó. Chị đã qua mùa Giáng sinh với một nắm thuốc viên. Phạm Chi, em biết vậy. Chị phụ vỗ chú mèo và chú liếm vào ngón tay chị. Trong lúc bà A Chít ngồi ghế xích đu, đu đưa nhẹ, nhẹ nhẹ nhìn cô bạn. Qua một đêm ngủ ngon giấc, chị có vẻ khá hơn trước nhiều nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Còn công việc trông nom cửa tiệm chị phải nhờ cậy đến bà Achit đây và biết rằng bà chẳng đề hà hay ganh tị với chị. Tại sao chị không ở lại một hai hôm đã chị Achit? Bà chít nguyết chị và lắc đầu. Và để mất thú vui điều hành cửa tiệm hay sao? Em điên rồi, em có chói chị vào cọc cũng không giữ được chị ở lại đây. Bao nhiêu năm rồi chị có cái thú là đi coi mấy cửa tiệm buôn đấy. Achit, chị dở hơi lắm. Nhưng em yêu chị. Nếu không vì chị, em chẳng ngồi đây làm cô tiểu thư nhàn rỗi đâu. Thôi thì chị tới Lady J, tìm lại những ngày vui cũ đi. Bây giờ nó thuộc về chị hoàn toàn rồi đấy. Và rồi Xi tỏ ý khẩn cầu. Em ước sao không bao giờ phải quay lại chỗ đó nữa. Em muốn bán lại Lady J cho chị chứ. Trong giọng nói của bà Archit có một điều gì khiến Xi phải nhìn lên? Chị nói nghiêm chỉnh đấy chứ. Rất nghiêm chỉnh có thể là chuyện hùn hạp nếu em không muốn bán đứt, nhưng chị còn cần suy nghĩ kỹ lại đã. Chị chưa biết mở lời với em ra sao, sao đây. Thì chị vừa bàn rồi đó, nhưng em chưa bao giờ nghĩ tới có thể là ý kiến hay đấy. Để em suy tính kỹ lại đã nhé. Còn phải coi xem lúc em vắng mặt, chị có thích thú với cửa tiệm không? Có thể chị cuối tuần là chị đã chán ngấy rồi. Nhưng nghe giọng nói của Jassy, -si, bà Achit thấy chị ta không có ý định để lại Lady Jay Vẫn còn vẻ kiêu hãnh của chủ. Lady Jay là của chị, chưa có chuyện bỏ cho người khác vào lúc này. Nhân tiện chị cho em hỏi, chị đã suy nghĩ nghiêm chỉnh về vấn đề gửi Casco đi điệu ước chứ? Chà si rất ngạc nhiên trước những chuyện xảy ra trong 24 giờ đồng hồ. Chị đã nghĩ kỹ và đã nói với cô ấy thu xếp ra đi vào ngày mai. Như vậy em có thể cho cô ấy những điều hướng dẫn theo em muốn. Chuyện tiền bạc chúng ta sẽ thanh toán sau, lâu lâu cũng được vì thế đừng tăng thêm những điều lo lắng cho em vốn đã chất đống đi rồi còn về mặt hàng mùa thu em nghĩ sao có điều gì cần dặn có thêm ý kiến mệnh lệnh yêu cầu phản kháng nào không không có điều gì em đã mặc nhiên tin cẩn cô ấy rồi cô ấy có khiếu buôn bán hơn em nữa đó và cô ấy quen việc từ lâu biết rõ những điều cần làm sau vụ bán hàng vừa rồi em chẳng biết chắc mình còn đủ tài năng đứng bán ở chỗ đó nữa không ai thì cũng có lúc lỡ thời Vâng, cuộc đời xoay vần. Gia Si mỉm cười và bà Át Chít nhìn lại cô bạn, ánh mắt thân yêu. Thôi, ta nên tốt bớt câu chuyện này đi. Chị phải lái xe đi một chặng đường rất xa. Em có cần nhắn chị điều gì về vấn đề nhà cửa không? Có, có một điều. Gia Si nhăn mặt, ngả đầu ra sau, cất tiếng cười. Vĩnh biệt. Nhà nào, ở chơi cho vui nhé. Chỗ này đã cho chị em mình được sum họp lại đấy và chị tốt với em quá chừng già sĩ uể oải leo xuống giường vươn vai và ôm bà át chị đi cho được an toàn và cho em gửi lời thân ái đến hai cô gái nhé chị đứng nhìn bà át chít rời xa và từ chỗ cửa sổ phòng ngủ đưa tay vẫy chị còn lại một mình trong nhà với con mèo đang đi tới đi lui ở thành cửa sổ bên ngoài có những tiếng động của thôn quê và quanh chị là sự yên tĩnh kỳ thú trong ngôi nhà thoáng đãng và sáng sủa, chị đi chân đất lang thang chỗ hành lang trên lầu, nhòm vào các phòng, mở coi mấy cuốn sách và xoay mình chạy từ chỗ này đến chỗ kia, ngắm mấy bức tranh, đuổi theo con mèo, rồi xuống nhà dưới cũng làm y như vậy. Chị được tự do, lần đầu tiên từ 7 năm nay cho tới 10 năm, năm chục năm và mãi mãi chị được tự do. Được thoát khỏi mọi gánh nặng, trách nhiệm và nỗi kinh hoàng hôm trước chị đã như ngôi nhà mà nền móng sụt lở đổ xuống ầm ầm nhưng chị đã không ngã xuống bà á đã đỡ chị dậy đem chị đi xa chị sẽ nhớ mãi suốt đời cái lúc mà hai người đàn ông xa lạ lôi chị ra khỏi tay lái để đầu chị khỏi nhấn vào nút kèn chị đã quyết định đưa mình vào tình trạng điên rồ rơi vào quên lãng không bao giờ trở lại miền đất của những điều xa xa điều ác điều chết miền đất của sự sống nhưng chị đã không điên và bây giờ chị ở đây lang thang quanh ngôi nhà tuyệt diệu miền quê đi chân đất mặc áo ngủ bụng ních chặt thức ăn sáng và mặt nở một nụ cười và điều kỳ diệu nhất là chị không cần đến anh Ian nữa thiếu anh mái nhà có sụp đổ lên đầu chị đâu đó là một ý tưởng mới lạ đối với Sasi và chị cũng chưa biết sử dụng điều ấy như thế nào nó đã thay đổi mọi việc Gần cuối buổi chiều ngày thứ nhất ở trại, Gia -si quyết định ngồi viết thư cho Ian. Chị muốn cho anh biết chỗ đang ở và cảm thấy rằng cần phải dứt khoát. Nhưng giải thích với anh vì sao ở đây cũng là việc khó khăn. Bao lâu rồi, đứng ra đương đầu với mọi việc, bây giờ ẩn mặt phía sau, chị rất khó nói cho anh biết tâm trạng của chị như thế nào. Hôm trước, chị đã hất tung thế đứng của mình. Bây giờ, chị phải ngồi lại nói với anh cho thật bình thản mọi điều hay ho, chị đã nói với anh, bỗng thấy là chuyện nói dối cả, phần lớn là láo tuét. Chị đã không sẵn lòng thú nhận với chính mình rằng, còn lâu, chị mới được kể là hay ho. Và bây giờ, chị phải làm công việc đó với cả hai người, thú nhận với chính bản thân và với anh, không kết tội nhau, nhưng cũng không giải thích dài dòng. Những chữ để viết ra chẳng đến với chị một cách dễ dàng. Biết nói gì đây? Em yêu anh, anh cưng. Nhưng em cũng ghét anh lắm. Em luôn luôn sợ mất anh. Nhưng bây giờ em chẳng còn chắc dạ giữ được anh chút nào. Chị nhăn mặt với ý nghĩ đó và cố giữ vẻ nghiêm trang. Bắt đầu từ đâu? Biết bao câu hỏi. Đột nhiên chị muốn hỏi không hiểu những người đàn bà khác có nhiều câu hỏi như chị không? Và tại sao? Vì chị không khém xử hay tại anh quá nóng giận? Hay vì anh cần phô trương một điều gì? Hay tại sao? Ba má chị không bao giờ chất vấn nhau, nhưng ông bà đã sai lầm, hay ít nhất, theo ý chị, là sai lầm. Chị theo gương ba má, nhưng bây giờ muốn được trả lời hay nghĩ rằng muốn vậy. Nhưng chị công nhận rằng, có lẽ câu trả lời muốn tìm kiếm lại là câu hỏi của chị. Chị có yêu Ian không? Hay chỉ cần đến anh thôi? Chị có cần đến anh không? Hay một người nào khác cũng được? Và những vấn đề trong 7 năm làm sao giải quyết trong nửa trang giấy đây? Anh có tôn trọng tôi không? tại sao? Như thế nào? Chị không dám chắc chị có yêu anh hay không? Có tôn trọng anh hay tôn trọng chính mình đủ mức độ chưa? Chị muốn theo cách giản tiện là chỉ kể với anh về bà William và trại chăn nuôi. Nhưng như vậy có vẻ không thành thật. Vì thế chị bỏ ra 2 giờ để viết lá thư. Dài có một trang thôi. Chị kể với anh rằng hôm trước chị thấy cần nghỉ ngơi. Bà Achit đã giải quyết bằng một đề nghị tuyệt diệu về trại của bà má. Đúng là nơi mà cuối cùng em đã tìm được để thư giãn tâm trí, lấy lại lý trí, hít thở điều hòa và trở lại với bản ngã của mình. Những ngày gần đây là sự phối hợp không chặt chẽ giữa cái tôi thường ngày của em, cái tôi mà em đã phóng lên trong khoảng thời gian 6 tháng qua và cái tôi em đang trở thành. Nó đã khiến em khiếp sợ nhiều nhưng nó đang thay đổi theo một cách nào đó Ian ạ. À. Em mệt với chuyện cứ luôn luôn bị khiếp sợ nỗi sợ liên tục của em hẳn là gánh nặng cho anh lúc này đây như em đang lớn lên có thể là dứt khoát em cũng chưa hiểu rõ anh cứ chuyên tâm vào cuốn sách đi anh đúng đấy em rất ân hận chuyện hôm trước em tiếc cái thời mà chúng ta sống rất đàng hoàng và biết tự chủ có thể rằng nếu chúng ta được la hét kêu gào đấm đá bứt đầu bứt tóc ở phòng xử án thì bây giờ cả hai đều sống ra hồn sớm muộn gì thì chuyện đó cũng tới và lúc này em đang gắng sức đấy đúng không đúng đấy anh cưng ạ à. em yêu anh ký tên j chị ngần ngừ giữ mãi lá thư trên tay và sau gấp nó lại cẩn thận bỏ vào phong bì chị kể lể như vậy là quá nhiều rồi không muốn nói ra lúc này những chuyện như thế chị nắn nót viết tên anh trên bao thơ không để tên mình cho rằng anh sẽ nghĩ chuyện thiếu tên người gửi chỉ là sơ sót thôi không phải vậy đâu Gia Di si theo bà má át chít vào phòng khách để làm một chầu rượu sau bữa tối. Cháu không tưởng tượng nổi, cháu đã khiến át chít sung sướng đến độ nào đâu, cháu thân yêu. Nó cần một công việc gì để làm lụng. Gần đây nó làm được có một việc, đó là tiêu tiền. Nhưng việc đó không lành mạnh. Có tiền nhiều quá, chẳng biết làm gì cho có ý nghĩa, chỉ giết thời giờ thôi. Nó cũng chẳng thích thú gì, chỉ là lấp đầy một khoảng trống. Nhưng cửa tiệm của cháu lấp khoảng trống theo kiểu hay ho đấy. Nói thật với bà, cháu gặp chị ở cửa hàng. Một hôm chị vào mua hàng, thế rồi chúng cháu quý nhau. Chị rất tử tế với cháu. Cháu hy vọng quả thật chị vui thích với việc bán hàng trong tuần này. Cháu rảnh rang cũng thấy khỏe khoắn lắm. A à, Chi có nói rằng gần đây cháu gặp khó khăn. Gia Si gật đầu công nhận. Cuối cùng thì cũng giải quyết xong thôi. Nhưng đời sống khó chịu biết mấy, mỗi lần cứ phải giải quyết rắc rối. Bà cất tiếng cười phía sau ly rượu. Và Gia Si cũng mỉm cười Tôi chúa ghét những trường hợp Sửa đổi tính Nhưng xét cho cùng Thì cũng đáng cho mình để tâm đấy chứ Cháu không chắc trường hợp của cháu Có đáng để tâm hay không Cháu e rằng Sẽ thấy chú đoạn tuyệt hôn nhân đấy Trong ánh mắt của Gia Si Có một nỗi buồn triền miên Nhưng lúc này Chị biết chắc rằng Đầu óc rất tỉnh táo Chẳng qua chỉ là Chị không muốn chịu thú nhận trước đây thôi Có đúng là bây giờ Cháu muốn vậy không Tự do không ràng buộc với hôn nhân. Bà ngồi lặng lẽ trước lò sưởi nhìn chăm chú vào mặt Gia Xi. Không, quả thật không phải là tự do. Cháu chưa bao giờ có rắc rối với vấn đề tự do của cháu cả. Cháu vui lòng được có chồng mà. Nhưng cháu nghĩ rằng đã đến thời kỳ mà hai đứa chúng cháu phá hoại lẫn nhau và sự kiện càng ngày càng tệ hại. Xét lại việc cũ, cháu tự hỏi không hiểu hai đứa đã phá hoại nhau chưa. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Cháu thấy rõ mà đã thấy thì không lẽ gì lại để cho nó tiếp tục cả. Tôi cho rằng cháu phải nắm vấn đề thật vững, chồng cháu cảm nhận như thế nào. Gia -xi ngần ngừ dây lát. Cháu không biết, anh ấy đang ở trong tù. Chị không nghĩ ra là chị đã kể với ai khác chưa và không hiểu bà Achit đã nói với mẹ chưa. Dường như bà Betty biết chuyện này đầy đủ theo cách riêng của bà. Chúng cháu gặp hoàn cảnh căng thẳng và rất khó nói chuyện với nhau nghĩ đến chuyện đó cũng đủ khó chịu rồi. Phải tỏ ra chân thành can đảm và cao thượng, không dám tự thú, cũng lờ nhau đi. Làm như đã rõ cả rồi. Mà cháu đã rõ chưa? Bà mỉm cười hiền dịu, nhưng Gia Si không đáp lại, chỉ gật đầu. Khó cho cháu nhiều đấy Gia Si ạ, là vì phải xét tới tội bỏ rơi người khác trong hoàn cảnh khó khăn. Cháu nghĩ vì vậy mà cháu đã không cho phép mình suy nghĩ, không được nghĩ quá một giới hạn nào vì cháu không dám phản bội anh ấy dù trong tư tưởng và vì cháu muốn tự đánh giá là cao thượng và giỏi chịu đựng. Và vì cháu bị thương tổn nữa, cháu sợ rằng nếu mình cứ buông thả thì không thể tìm đường trở lại. Điều tức cười là mọi người đều làm như vậy, chúng ta ai cũng khắc nghiệt hơn bình tưởng. Cháu nghĩ rằng cháu đã bắt đầu hiểu ra, phải một thời gian lâu lắm, nhưng hôm qua mọi việc đã tan rã rồi. Ian và cháu đã có một cuộc đấu khẩu kịch liệt có gì tuôn ra bằng hết và cháu đã lùi lại. Hầu như cháu đã muốn liều thân với số mạng. Và... Chị xòe hai tay, nhún vai ra vẻ triết nhân. Và cháu vẫn còn đây, vẫn còn nguyên vẹn. Chị ngạc nhiên lắm sao? Bà lão tỏ ý vui thích. Rất nhiều ạ. À. Trước đây chị chưa từng gặp khủng hoảng ư? Có. Hồi ba cháu mất và em cháu mất ở Việt Nam. Nhưng cháu có y an anh ấy săn sóc mọi chuyện đóng đủ mọi vai trò và chăm nom đến cháu từng đi từng tí vậy là nhiều lắm rồi còn đòi hỏi gì nữa không phải là nhiều mà là quá nhiều có lẽ vì vậy mà anh ấy vô tù tôi hiểu cháu tự trách mình ư theo một cách tự nhìn nào đó này ra -si, tại sao cháu không thể để Ian nhận lấy trách nhiệm lỗi lầm của chính anh ấy dù điều đưa anh ấy vô tù đi chăng nữa thì cũng không nên xét nó liên hệ xa gần đến cháu. Anh ta làm lỗi điều gì, bất luật là điều gì thì cũng là quyền tự do của anh ấy. Anh ấy có quyền làm những việc đó chứ. Đó là tội hiếp dâm ạ. À. Tôi biết và chị nhận tội hiếp dâm thanh ấy ư. Già si cười khúc khích nhưng tỏ ý bực bội. Không, tất nhiên là không. Cháu... Cháu cái gì? Vâng, cháu đã làm anh ấy mất hạnh phúc lấn át anh ấy nhiều, chi trả các hóa đơn, làm anh mất phẩm cách nam nhi. Chị đã làm tất cả những chuyện đó với anh ấy ư? Bà lão mỉm cười, Gia Si cũng cười theo. Chị không nghĩ đến chuyện anh ấy có thể nói không hay sao? Điều đó Gia Si đã nghĩ tới nên chị gật đầu. Có thể anh nói không, có thể anh e ngại không dám từ chối. À vậy thì đâu có phải trách nhiệm của chị, phải không nào? Tại sao chị lại chuốc lấy nhiều tội đến thế Chị thích chuyện đó à? Gia Si lắc đầu quay chỗ khác. Không, và điều nghịch lý là anh ấy không hề phạm tội hiếp dâm, cháu biết rất rõ. Nhưng vấn đề chính yếu trong toàn bộ chuyện này là tại sao anh ấy lại ở vào tình thế bị buộc tội hiếp dâm. Cháu không thể tự tha thứ cho mình được. Cháu có thể tha thứ cho cô kia, dù là người thế nào chăng nữa ư? Tất nhiên cháu... Gia Si ngước nhìn lên kinh ngạc. Chị đã quên Margaret Button rồi. Chị đã quên hẳn không biết đến cô ta nữa. Chuyện đụng độ với Margaret Bolton đã qua rồi, và trước kia nó cũng chẳng đè nặng tâm trí của chị bao nhiêu. Cháu chưa hề nghĩ đến chuyện đó cả trước kia cũng như sau này. Tôi hiểu, nhân tiện tôi muốn biết cháu đã làm mất phẩm cách nam nhi của chồng cháu ra sao. Cháu nâng đỡ anh ấy ư? Anh ta không làm việc ư? Giọng bà Bethany không có vẻ phán xét chỉ là một câu hỏi. Anh ấy làm rất hăng say, anh ấy là văn sĩ ấy. Có sách được in ư? Vài lần, một cuốn tiểu thuyết, một cuốn sách ngụ ngôn, vài bài báo, bài thơ. Có gì hay chăng? Rất hay. Về mặt tài chính thì chưa thành công lắm, nhưng anh sẽ kiếm ra tiền. Giọng kiêu hãnh của chị khiến chính chị ngạc nhiên. Bà Becky thì không. Vậy thì buồn thay cho chị đã khuyến khích anh ấy, việc làm khó chịu biết mấy. Bà Becky mỉm cười nhấm nháp ly rượu không cháu chính vì vậy mà cháu nghĩ anh ấy đã ghét cháu về tội đã giữ anh ấy có thể anh ấy ghét cháu thật nhưng cũng có thể vì vậy mà anh ấy yêu cháu hơn tấm huy chương nào cũng có hai mặt cháu đã biết đấy ra si tôi tin chắc anh ấy cũng hiểu nhưng tôi chưa rõ vì sao mà cháu lại muốn đoạn tuyệt hôn thú